Nóng, VFF bất ngờ nói về việc sa thải huấn luyện viên chủ gì, quyết định đầy tranh cãi, cả nước ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị và các bạn, sau trận thua 0-1 trước đội tuyển Indonesia tại Asian Cup 2023, không khí thất vọng đã lan tỏa khắp người hâm mộ Việt Nam. Trận thua này không chỉ dập tắt hy vọng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam, mà còn đặt dấu hỏi lớn về công tác huấn luyện và chiến lược mà huấn luyện viên Philippe Chuzier đã xây dựng. Tối ngày 20 tháng 1, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tương lai của huấn luyện viên Chuzier và định hình lại hướng đi của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chính thức bị loại sớm khỏi giải đấu, dù vẫn còn một trận đấu chưa diễn ra với đội tuyển Iraq. Mới đây, một nguồn tin từ lãnh đạo VFF cho biết huấn luyện viên Chuzier có thể sẽ phải rời vị trí huấn luyện viên trưởng sau khi giải đấu kết thúc. Sự thất vọng của người hâm mộ và áp lực từ dư luận đã tạo ra một bức tranh không mấy sáng sủa cho tương lai của huấn luyện viên người Pháp tại đội tuyển Việt Nam. VFF được cho là đã mất kiên nhẫn với những chiến lược và quyết định của huấn luyện viên Chuzier, đặc biệt là sau khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam không thể thể hiện được khả năng và tiềm lực của mình tại Asian Cup năm 2023. Cuộc họp khẩn cấp được tổ chức nhằm đánh giá lại quá trình chuẩn bị chiến thuật và hiệu suất của đội tuyển dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chuzier và đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai. Dự kiến sau trận đấu cuối cùng với đội tuyển Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về nước và VFF sẽ tổ chức buổi làm việc chính thức với huấn luyện viên Chuzier. Trong buổi làm việc này, huấn luyện viên Chuzier sẽ cần phải giải trình về công tác huấn luyện và những quyết định đã dẫn đến kết quả không như mong đợi của đội tuyển Việt Nam. Theo nhiều nguồn tin, khả năng cao là huấn luyện viên Chuzier sẽ không tiếp tục công tác tại đội tuyển Việt Nam. Mặc dù thất bại luôn là một phần không thể tránh khỏi trong thể thao, nhưng việc đội tuyển Việt Nam bị loại sớm đã làm dấy lên nhiều suy ngẫm và mong đợi cho những thay đổi cải thiện trong tương lai. Người hâm mộ, lãnh đạo và chính các cầu thủ đều hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ sớm tìm ra hướng đi đúng đắn với sự dẫn dắt và chiến lược phù hợp để tiếp tục phát triển và đạt được những thành công mới trên đấu trường quốc tế. Trận thua trước đội tuyển Indonesia không chỉ là dấu chấm hết cho hành trình của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup năm 2023, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về triết lý bóng đá và chiến thuật mà huấn luyện viên Philippe Chuzier đã xây dựng cho đội tuyển. Dù được kỳ vọng sẽ thể hiện một lối chơi kiểm soát bóng thông minh và sắc bén, đội tuyển Việt Nam lại tỏ ra thiếu hiệu quả và không tìm thấy đường vào khung thành đối thủ trong trận đấu quan trọng này. Cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia đã bước vào trận đấu với sự quyết tâm cao, nhưng sự khởi đầu mạnh mẽ của đội tuyển Indonesia với lối chơi ép sân và tranh chấp mạnh mẽ đã ngay lập tức tạo ra áp lực. Đội tuyển Việt Nam dù cố gắng kiểm soát bóng và tái lập thế trận đã không thể chuyển hóa ưu thế về thời gian kiểm soát bóng thành những cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm. Tình huống phạm lỗi của Thanh Bình và bàn thắng từ chấm phạt đền của Asnawi đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu. Dù kiểm soát bóng tốt và có nhiều đường truyền chính xác, nhưng đội tuyển Việt Nam lại tỏ ra thiếu sắc bén trong khâu tấn công cuối cùng với số lần dứt điểm là không nhiều và tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng thấp. Trong khi đó, đội tuyển Indonesia đã chứng minh hiệu quả của lối chơi phòng ngự chủ động và tận dụng tốt các cơ hội. Dù có ít cơ hội hơn, nhưng họ đã thực hiện chính xác và quyết đoán hơn, qua đó ghi được bàn thắng quyết định. Thẻ đỏ của Thành Long cũng đã làm gia tăng thách thức cho đội tuyển Việt Nam khi họ không chỉ phải đối mặt với việc thiếu một người trên sân mà còn phải chịu áp lực tâm lý lớn. Cách chơi mạnh mẽ và liên tục va chạm với đội tuyển Indonesia cũng khiến đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi và giữ được bình tĩnh. Việc đội tuyển Việt Nam bị loại sớm là một kết quả đáng tiếc, đặc biệt khi nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn kỳ vọng họ sẽ làm nên chuyện tại giải đấu lần này. Những phân tích, nhận định sau trận đấu cho thấy cần có sự điều chỉnh và cải thiện đáng kể trong chiến lược, phong cách chơi và tinh thần chiến đấu của đội tuyển. Hy vọng từ những thất bại này, đội tuyển Việt Nam sẽ rút ra được những bài học quý giá, từ đó phát triển và trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai. Sau trận thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Indonesia và việc bị loại sớm khỏi Asian Cup 2023, không khí phẫn nộ và thất vọng đã lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ Việt Nam. Các diễn đàn mạng xã hội và trang tin tức đều tràn ngập những bình luận và phân tích từ người hâm mộ, phản ánh sự không hài lòng với huấn luyện viên Philippe Chuzier và cách ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong giải đấu. Những người hâm mộ đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc với kết quả thi đấu và cảm thấy rằng huấn luyện viên Chuzier không thể tận dụng tốt tiềm năng của các cầu thủ. Điều này được thể hiện qua lối chơi thiếu sự sắc sảo, động lực và khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu, khiến đội tuyển Việt Nam không thể hiện được thế mạnh vốn có của mình, thiếu sự sáng tạo và đột biến trong lối chơi.
Nhiều người hâm mộ cho rằng huấn luyện viên Jose không mang lại sự sáng tạo và đột biến cần thiết cho lối chơi của đội tuyển, khiến đội tuyển Việt Nam trở nên dễ đoán và không có nhiều giải pháp trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ. Quyết định nhân sự không hiệu quả. Một số ý kiến cũng chỉ trích huấn luyện viên Jose về những quyết định nhân sự và việc sử dụng cầu thủ không phù hợp, không tận dụng được tài năng và khả năng của các cầu thủ ở trên sân. Tâm lý cầu thủ không ổn định, tâm lý thi đấu không ổn định và thiếu sự tự tin cũng là điều mà nhiều người hâm mộ phản ánh. Họ cảm thấy rằng đội tuyển thiếu đi sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ cần có trong một giải đấu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Jouzé, đội tuyển Việt Nam đã trải qua một giai đoạn không mấy khả quan tại Asian Cup năm 2023. Điều này không chỉ tác động đến tinh thần và sự tự tin của đội tuyển, mà còn khiến họ tụt hạng thê thảm trên bảng xếp hạng FIFA. Sau trận thua Nhật Bản, những chiến binh sao vàng đã phải nhận một cú đấm mạnh khi bị trừ 6,5 điểm, tụt xuống 1.229,08 điểm và xếp hạng 95 thế giới. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn sau thất bại trước đội tuyển Indonesia, một đội bóng xếp thấp hơn đội tuyển Việt Nam tới 51 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển Việt Nam với thất bại này bị FIFA trừ tới 23,19 điểm, một con số đáng kể khi xét đến tầm quan trọng của vòng chung kết Asian Cup trong hệ thống đánh giá của FIFA. Sự sụt giảm này đã đẩy đội tuyển Việt Nam xuống một vị trí không mong muốn, với chỉ 1.205,89 điểm. Lại còn tụt 5 bậc từ vị trí 95 xuống hàng 100 trên bảng xếp hạng thế giới. Điều này đánh dấu một bước lùi lớn cho đội tuyển Việt Nam với thứ hạng thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2018. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam cũng đứng ở vị trí 100 thế giới và từ đó đã có những bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, những kết quả không như mong đợi tại Asian Cup 2023 đã khiến đội tuyển phải nhận những hậu quả nặng nề. Tại lượt trận thứ 2 bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại tối thiểu trước Indonesia. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của đoàn quân áo đỏ sau trận ra quân thua Nhật Bản. Như vậy, với kết quả này, tuyển Việt Nam chính thức hết cơ hội đi tiếp vào vòng 1-8 do chỉ đứng cuối bảng và không có điểm số nào ở trong tay. Ngay sau khi trận cầu đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia, một số tờ báo khu vực Đông Nam Á đã đưa ra những bình luận đáng chú ý về màn trình diễn của những chiến binh sao vàng. Trong đó, tờ Khao Sốt của Thái Lan đưa ra nhận xét. Đội tuyển Việt Nam mất vị thế tại Đông Nam Á khi có màn trình diễn đáng thất vọng sau trận thua 0-1 trước Indonesia. Việt Nam cũng là đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi Asian Cup năm 2023 sau khi trải qua hai trận không thắng ai ở giải đấu hàng đầu châu lục cấp đội tuyển quốc gia. Dù vậy, họ vẫn còn một trận ở vòng bảng là gặp Iraq thi đấu vào lúc 18:30 ngày 24 tháng 1. Tờ Suara.com của Indonesia thu hút độc giả với bài viết có tiêu đề: khiến đội tuyển Việt Nam im lặng, tuyển Indonesia mở ra cơ hội vào vòng 16 đội Asian Cup 2023. Bình luận về thế trận ở những phút đầu hiệp 1 giữa hai đội, tờ báo này viết: đội tuyển Indonesia ngay lập tức tấn công khung thành Việt Nam ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên. Việc đội tuyển Indonesia gây sức ép khiến đội tuyển Việt Nam khó phát triển lối chơi. Điều đó khiến những chiến binh sao vàng buộc phải chơi nhiều hơn trong khu vực phòng ngự của mình. Tờ Suara mô tả lại bàn thắng duy nhất của trận đấu. Phút 42, đội tuyển Indonesia có được cơ hội vàng. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi Rafael Stuck bị cầu thủ Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm. Asnawi Mangkulam, người nhận nhiệm vụ đá quả 11m, anh bình tĩnh chọc thủng lưới đội tuyển Việt Nam. Tỷ số là 1-0 cho đội tuyển Indonesia. Ngoài ra, tờ Makan Bola của Malaysia cũng đưa ra đánh giá. Đội hình của huấn luyện viên Shin Tae-yong đã thể hiện sự sung sức khi thường xuyên dồn ép và tấn công nhanh khiến tuyển Việt Nam chật vật tấn công. Tuyển Indonesia cuối cùng được hưởng quả phạt đền khi Rafael Stuck bị cầu thủ Việt Nam kéo ngã trong vòng cấm. Đội trưởng Asnawi đã dễ dàng thực hiện quả đá phạt đền đưa Indonesia dẫn trước ở phút 42 và kết thúc hiệp 1. Tờ báo Malaysia tiếp tục đánh giá. Sang hiệp 2, Việt Nam thực hiện một số sự điều chỉnh về nhân sự ở trên sân và tỏ ra quyết liệt hơn trong tấn công hàng thủ Indonesia để có bàn thắng gỡ hòa. Makan Bola đồng thời chỉ ra rằng đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm đối phương tìm kiếm bàn thắng. Bi kịch đã ập đến với tuyển Việt Nam khi phải thi đấu với 10 cầu thủ khi Thành Long nhận thẻ đỏ gián tiếp ở phút 90 sau khi nhận 2 thẻ vàng. Kết thúc trận đấu, Indonesia đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 và lúc này Indonesia đang đứng thứ 3 với 3 điểm
trong khi Việt Nam xếp cuối bảng sau 2 trận thua liên tiếp. Theo thống kê, đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên phải dừng bước ngay ở vòng bảng trong lịch sử Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao trước thềm trận đấu gặp Indonesia ở bảng D Asian Cup 2023. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Dê đã thi đấu vô cùng thất vọng và hứng chịu thất bại trước đối thủ kém xa trên bảng xếp hạng FIFA. Trận thua 0-1 trước Indonesia khiến cho đội tuyển Việt Nam sớm bị loại chỉ sau 2 lượt trận. Rồng vàng chưa có điểm nào sau 2 trận thua. Chúng ta kém Indonesia, Nhật Bản 3 điểm và kém hơn về hiệu số đối đầu. Đội tuyển Việt Nam là cái tên đầu tiên bị loại khỏi Asian Cup 2023. Đây là thực tế đáng buồn với người hâm mộ Việt Nam. Họ đã hy vọng đội tuyển quốc gia tiếp nối thành công như thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Có một thống kê đáng thất vọng về đội tuyển Việt Nam. Theo đó, đây là lần đầu tiên những chiến binh sao vàng phải dừng bước ngay từ vòng bảng ở một kỳ Asian Cup. Trước đó, chúng ta có 2 lần tham dự giải đấu số 1 châu Á cấp độ đội tuyển quốc gia. Ở giải đấu năm 2007 diễn ra trên sân nhà, đội tuyển Việt Nam đã xếp thứ 2 ở bảng đấu với Nhật Bản và UAE và Qatar. Sau đó, đội bóng của huấn luyện viên Alfred Riddle đã hứng chịu thất bại với tỷ số 0-2 trước Iraq ở vòng tứ kết. Tới giải đấu vào năm 2019, đội tuyển Việt Nam đã thua cả 2 trận đấu trước Iran và Iraq. Nhưng sau đó chúng ta vẫn vượt qua vòng bảng khi giành chiến thắng trước Yemen. Tới vòng 1-8, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đánh bại Jordan sau loạt sút luân lưu. Chúng ta dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại 0-1 trước Nhật Bản. Huấn luyện viên Chu Dê vẫn chưa thể giúp đội tuyển Việt Nam trở thành tập thể vững mạnh như mong đợi của người hâm mộ. Bên cạnh đó, cơn bão chấn thương đã khiến quá nhiều trụ cột của đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Lâm, Văn Hậu không thể góp mặt ở Asian Cup 2023. Đội tuyển Việt Nam còn trận đấu thủ tục với Iraq vào ngày 24 tháng 1. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.